Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống ngày 30 tháng 4 năm 2013 của kênh VTC14. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các điểm vui chơi trên cả nước tiếp tục đón một lượng khách đông đảo tới tham quan và nghỉ dưỡng. Tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang đã xuất hiện tình trạng quá tải do số người dồn về trong cùng một thời điểm cao đột biến. Cùng gặp gỡ với những người sinh năm 1975, sinh ra trong mốc thời gian lịch sử của cả dân tộc với những hoài bão, lý tưởng và khát khao rất đặc biệt. Khám phá hộp rau mầm Trường Sa, Hoàng Sa dành cho người đi biển dài ngày. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí sớm tái khởi động đàm phán để giải quyết bất đồng quanh quần đảo Kurin. Thái Lan phát động chiến dịch cải thiện sức khỏe cho các nhà sư. Mở đầu là thông tin về thời tiết. Bắt đầu từ chiều tối nay, đợt không khí lạnh được dự báo là cuối cùng trong năm đã bắt đầu tràn xuống miền Bắc. Sự xuất hiện của đợt không khí lạnh này dự báo có thể gây mưa rào, làm dịu bớt cái nắng nóng gay gắt trong những ngày vừa qua. Người dân sẽ cảm thấy tiết trời mát mẻ hơn khi nhiệt độ đêm nay chỉ ở mức từ 22 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ trung bình ngày mai cũng đều dưới 30 độ. Tuy nhiên, nền nhiệt được kéo xuống thấp bởi Hà Nội có thể có mưa rào vào chiều tối và dông rải rác. Tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, người dân tại một số địa phương vùng núi cần đề phòng mưa dông, thậm chí là tố lốc và mưa đá. Phải đến rạng sáng mai thì mưa mới lan xuống Thanh Hóa và mở rộng dần tới Nghệ An và Hà Tĩnh. Mưa xuống sẽ mang đến tiết trời mát mẻ dễ chịu cho Bắc Bộ và Trung Bộ, nhưng mưa cũng gây ảnh hưởng tới các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, đặc biệt là khi người dân đang trong những ngày nghỉ lễ. Trước đó, những ngày qua, người dân tại các khu vực này phải chịu thời tiết nắng nóng gay gắt và oi bức, nền nhiệt có nơi lên tới 38 độ. Hôm nay là ngày nghỉ thứ tư trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay. Tại các điểm du lịch và các thành phố lớn, nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc vẫn tiếp tục diễn ra, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tối nay tại Đà Nẵng, tiếp tục diễn ra cuộc thi pháo hoa quốc tế 2013 bên bờ sông Hàn. Người xem sẽ được thưởng thức tiết mục của hai đội dự thi cuối cùng là Nhật Bản và Mỹ. Đây là cuộc thi mà hàng ngàn người dân và du khách chờ đón. Trước đó, trong đêm thi đầu tiên vào tối qua, ba đội Nga, Việt Nam và Italia đã gây ấn tượng mạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay đã kết thúc cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Còn vào tối nay, tại khu vực đầu hầm Thủ Thiêm và công viên văn hóa Đầm Sen sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp với thời lượng 15 phút. Chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa điểm thu hút người dân như công viên 23 tháng 9, sân khấu Sen Hồng, công viên Gia Định 2, khu tưởng niệm liệt sĩ ngã ba Rồng vào hai đêm 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Dù không có nhiều hoạt động kỷ niệm cho ngày 30 tháng 4, tuy nhiên, nhiều địa điểm du lịch khác như đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang hay huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng thu hút rất đông du khách. Trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, Phú Quốc có khoảng 8.000 lượt khách du lịch. Tại Hà Nội thì không khí nghỉ lễ có phần trầm lắng hơn, đường phố thông thoáng, vắng vẻ, lượng người tới các điểm vui chơi ở thủ đô không quá đông đúc, tuy nhiên cũng tạo được không khí khá nhộn nhịp. Được trang trí cờ hoa, băng rôn rực rỡ, khu vực xung quanh tượng đài Lý Thái Tổ là một trong những nơi thu hút nhiều người nhất trong dịp nghỉ lễ năm nay. Không khí nhộn nhịp diễn ra ngay từ sáng sớm, rất khác so với những ngày bình thường. Bờ hồ cũng là nơi được nhiều du khách lựa chọn bởi sự thoáng đãng, mát mẻ và yên bình. Chỉ lên quanh Hà Nội, thì tại vì không khí Hà Nội thì mấy ngày lễ thì rất là vắng vẻ, không khí thoải mái, mát mẻ. Đi dạo rất là tốt, đường tháo không? Năm nay thì nhà mình có sửa tan nhỏ, cho nên là mình không có kế hoạch đi xa, chỉ loanh quanh mấy nơi ở quanh Hà Nội thôi. Tại các khu vui chơi giải trí, lượng khách trong và ngoài nước tăng cao đột biến so với ngày thường. Công viên Thủ Lệ là một trong những điểm thu hút hàng vạn lượt khách mỗi ngày. Đây là sự lựa chọn lý tưởng của những ông bố, bà mẹ khi dẫn con cái mình tới đây. Cũng trong sáng nay, dù Hà Nội chỉ nóng hơn 30 độ C, nhưng công viên Hồ Tây chật kín người dân đến vui chơi. Dù đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay rất dài, nhưng nhiều gia đình vẫn ở lại thủ đô nghỉ ngơi, bởi hiếm khi nào đường phố Hà Nội lại thông thoáng và dễ chịu như những ngày qua. 38 năm trước, khi đất nước từng bừng chào đón ngày hòa bình thống nhất thì họ cũng vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Gần 40 năm sau, họ đã trưởng thành và đang nỗ lực làm việc, cống hiến sức mình cho đất nước.
Chúng tôi đang muốn đề cập tới thế hệ công dân sinh năm 1975, một thế hệ rất đặc biệt khi sinh ra vào mốc thời gian lịch sử của dân tộc. Vậy họ có những tâm tư gì trong ngày 30 tháng 4? Họ đang mong muốn điều gì và đang nỗ lực như thế nào? Mời quý vị đến với phóng sự do nhóm phóng viên VTC14 tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh và lớn lên trong ngày đất nước thanh bình, anh Cường luôn tự hào và ý thức trong mình trách nhiệm đóng góp xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Hiện anh Cường đang là trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Gò Vấp và từng đoạt giải thưởng Phạm Ngọc Thạch vào năm 2009 vì những cống hiến trong quy trình khám chữa bệnh đã giúp giảm áp lực khám bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân. Mình tham gia học rồi tốt nghiệp đại học bên ngành y thì mình cố gắng mình làm sao cho nó tối đa những cái gì mình đã học được để cống hiến. Thì thực ra thì trong quá trình mình làm việc cũng có những nhiều va vấp, nhưng mà mình cũng cảm nhận rằng cái chuyện mà va vấp đó, những cái đó nó không có đáng, rồi mình cũng cố gắng vượt qua hết để mà cố gắng mà triển khai tất cả những cái gì kiến thức mình đã học được. Vất vả với công việc là thế, nhưng mỗi khi về bên các con, bao nhiêu muộn phiền trong anh lại tan biến. Với anh, gia đình, con cái là nền tảng xây dựng nhân cách của anh như ngày hôm nay. Và để trở thành một cá nhân tốt trong xã hội, trước hết phải chăm lo tốt cho gia đình của mình. Ngay từ thời sinh viên, anh Cường đã tự xác định cho mình một mục đích trong cuộc sống cũng như trọng trách mà thế hệ thanh niên các anh mang trên vai, từ đó không ngừng phấn đấu dù gặp không ít khó khăn, thử thách. Giống như anh Trần Thanh Cường, chị Vũ Thị Hiếu Hạnh cũng là một trong những người sinh ra trong những năm tháng đầy gian khổ khi đất nước mới thống nhất. 6 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp trường, là huấn luyện viên judo xuất sắc của thành phố, kiện tướng judo quốc gia, kiện tướng judo quốc tế, chị còn tham gia nghiên cứu khoa học. Rất là may mắn là khi sinh ra thì đất nước đã hòa bình rồi. Khi mà nghĩ tới những cái đàn anh, đàn chị, những cô, chú bác đã hy sinh rất là lớn để mà giành được hòa bình. Thì khi mình sinh ra thì trong một cái giai đoạn cũng rất là khó khăn, thì cũng phải nỗ lực phấn đấu rất là nhiều. Ở một cái công việc nào cũng thế, ở vị trí nào cũng thế, thì mình cũng dù đi dạy hay là vận động viên hay là gì thì mình cũng muốn đóng góp một cái phần công sức nhỏ của mình để xây dựng tổ quốc ngày càng mạnh hơn, tươi sáng hơn. Thưa quý vị và các bạn, thật may mắn khi sinh ra vào đúng cột mốc lịch sử khi hai miền Nam Bắc chung một nhà. Những thế hệ sinh năm 1975 giờ đây đã sắp xỉ ở tuổi 40. Trong những năm tháng sống của mình, họ đã không ngừng phấn đấu cho sự phồn vinh phát triển của nước nhà, không phụ lòng những thế hệ đã ngã xuống hy sinh vì sự độc lập tự do của dân tộc. Họ sẽ vẫn tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục cố gắng cống hiến tài năng trí lực của mình vì một Việt Nam thịnh vượng. Dù không được quyền chọn năm sinh tháng đẻ, nhưng hẳn với những người chào đời đúng năm, thậm chí là đúng ngày đất nước thống nhất 30 tháng 4 năm 1975. Đây là một sự trùng hợp thú vị. Hẳn đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn họ, sự tự hào, niềm kiêu hãnh dân tộc, không hẹn mà nên, đã thấm vào suy nghĩ và hành động, trở thành động lực mạnh mẽ để họ luôn phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống và sự nghiệp. Không chỉ thế hệ sinh năm 1975 tự hào về chiến thắng lẫy lừng của dân tộc, mà hôm nay Tổ quốc đang tự hào về họ. Họ đã cống hiến trí lực của mình vào công cuộc xây dựng đất nước, quê hương, thể hiện ngay từ những việc làm nhỏ nhất. Tối qua, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi năm 2013 đã bế mạc tại huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi. Đây là lần đầu tiên tỉnh này tổ chức Tuần văn hóa biển đảo gắn với lễ khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tri ân những hùng binh Hoàng Sa đã hy sinh cách đây gần 400 năm. Trong buổi bế mạc, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, vẻ đẹp của biển đảo quê hương đã được tái hiện qua nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Trước đó, trong hai ngày 27 và 28 tháng 4, Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như lễ rước tứ linh từ các lân về đình làng, lễ cầu siêu cho các binh phu Hoàng Sa. Đặc biệt, huyện đảo Lý Sơn cũng đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Bên cạnh đó, nhiều tour du lịch đã được tổ chức với điểm đến là các di tích giành thắng trên địa bàn huyện Lý Sơn gắn liền với đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa.
Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 500 đến 700 du khách đất liền ra tham quan. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác, tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện trường hợp đầu tiên mắc cúm AH1N1. Hiện bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh nhân mắc cúm AH1N1 là Nguyễn Đình Bửu, 53 tuổi, ở thành phố Đà Lạt. Được biết, bệnh nhân Bửu nhập viện ngày 24 tháng 4 trong tình trạng cảm cúm, sốt cao, đau nhức toàn thân, khó thở. Qua kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân dương tính với virus cúm AH1N1. Sau vài ngày điều trị, cho đến thời điểm này, bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu nặng thêm. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, bệnh nhân trước khi nhập viện có tiếp xúc và sử dụng thịt gia cầm nhưng được xác định là không ảnh hưởng. Tuy nhiên, bệnh nhân đang làm nhân viên bảo vệ ở một khách sạn, thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là du khách. Đây có thể là nguồn lây bệnh. Được biết, đây là bệnh nhân đầu tiên phát hiện nhiễm cúm AH1N1 tại Lâm Đồng tính từ đầu năm 2013 đến nay. Trong khi đó, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Lào Cai vừa xác nhận đã xuất hiện 37 trường hợp học sinh thuộc trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh thuộc phường Kim Tân, thành phố Lào Cai mắc các triệu chứng nghi nhiễm cúm AH1N1. Qua thăm khám ban đầu, 37 học sinh đều mắc các triệu chứng của bệnh cúm như đau mỏi người, đau đầu, sốt, viêm họng kèm theo có hắt hơi, sổ mũi, ho. Trung tâm Y tế thành phố Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám phân loại các học sinh và lấy 3 mẫu xét nghiệm gửi đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 3 mẫu xét nghiệm đều dương tính với cúm AH1N1. Cho tới sáng nay, sức khỏe của 37 học sinh nghi mắc cúm AH1N1 đã có dấu hiệu tiến triển tốt. 11 trường hợp hết triệu chứng sốt, sức khỏe đã bình phục. Trước đó, vào ngày 27 tháng 4, tỉnh Lào Cai đã phát hiện 5 người thuộc hai gia đình ở thôn Làng Tòng, xã Quang Kim, huyện Bát Sát cũng bị nhiễm cúm AH1N1. Hôm qua, một vụ nổ nồi áp suất nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, khiến một người chết và một người bị thương. Vụ việc xảy ra khi ông Nguyễn Văn Mua, 51 tuổi, trú tại thành phố Đông Hà đang nấu đậu bằng nồi áp suất, thì bất ngờ chiếc nồi này phát nổ. Ông Mua chết ngay tại chỗ. Cháu Lê Thị Thu Sương, 15 tuổi, là người giúp việc cho gia đình cũng bị thương nặng. Ngay sau đó, cháu Sương phải nhập viện đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng nguy kịch. Sau vụ nổ, một phần mái nhà và nhiều vật dụng để sản xuất đậu phụ bị bể nát. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Người nhà nạn nhân cho biết, chiếc nồi áp suất này được gia đình mua với giá 10 triệu đồng tại một cơ sở sản xuất trên đường Hàm Nghi, thành phố Đông Hà. Vào khoảng 12 giờ 50 phút trưa nay ngày 30 tháng 4, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe container. Vụ tai nạn là 4 người chết và 10 người khác bị thương. Tại hiện trường, phần đầu của chiếc xe khách bẹp xuống, phần container cũng bị đứt rời ra khỏi đầu xe kéo. Theo nhân chứng, vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 38N5435 chạy hướng Nam Bắc. Khi tới đoạn đường trên thì đâm trực diện với xe container mang biển kiểm soát 29C06576 đi ngược chiều, làm cả hai chiếc xe lật nhào xuống ruộng, ùn tắc kéo dài gần 2 km. Thông tin ban đầu cho biết có 3 người chết tại hiện trường và 1 người chết trên đường đi cấp cứu, trong đó có tài xế xe khách. Vụ tai nạn cũng làm khoảng 10 người khác bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật từ Bệnh viện Trung ương Huế, cách đây ít phút, đã có một nạn nhân trong số 10 người bị thương nói trên tử vong. Như vậy, số người chết trong vụ tai nạn này lên tới con số là 5 người. Còn theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, qua khám nghiệm hiện trường, nhiều khả năng xe container đã lấn làn đường và gây tai nạn. Thưa quý vị, trong những chuyến đi biển dài ngày, có khi kéo dài 2-3 tháng, thiếu rau xanh luôn là vấn đề mà ngư dân hay thủy thủ phải đối mặt. Mới đây, một kỹ sư tại Hà Nội đã sáng chế ra một chiếc hộp đặc biệt có thể trồng rau xanh trong đó mà không phải tốn công chăm sóc, không cần nhiều nước, nguyên liệu dễ kiếm, lại có thể chống chọi được với sóng gió biển khơi. Một chút sơ dừa, một chiếc hộp nhựa, một ít hạt rau, không cần tưới nước hàng ngày như các cách trồng rau mầm khác, cũng chẳng cần phân bón. Chỉ sau vài ngày là có thể có một hộp rau mầm sạch sẽ và xanh tốt như thế này. Cấu tạo nó cực kỳ đơn giản, gồm có 2 cái nắp mà tận dụng bằng ống nhựa tiền phong, được ghép trên một cái thân. Và trên nắp trên thì có khoan các cái lỗ, mà đường kính lỗ này ấy, thì không nên to quá, bởi vì sau khi tưới nước lên, độ căng bề ngoài của nước nó giữ lại ở đây một lớp nước, nó tạo ra một cái hệ thống thấu kính để cung cấp ánh sáng cho rau. Mặc dù kín, nhưng vẫn có một lượng ánh sáng vừa đủ cung cấp cho cây. Chính vì thế mà rau mầm vẫn được phát triển xanh tốt.
như được trồng ở những môi trường bình thường khác. Thân rau mầm thường rất yếu, chính vì vậy rễ cây cần được cố định để có thể chống chọi trong điều kiện lênh đênh của biển khơi. Sơ dừa sẽ giữ và cung cấp nước để hạt rau phát triển xanh tốt. Nó kín là độ kín gần như hoàn toàn, cái lượng bốc hơi nước của nó là rất ít. Nếu mà so với ta trồng trên đất liền mà tưới đại trà ấy, thì tức là nó chỉ bằng 1/10 thôi. Nhỏ gọn, tiện dụng và chịu được mọi điều kiện thời tiết khí hậu, hộp rau mầm có thể cơ động mang đi bất cứ đâu. Nó đặc biệt tiện lợi cho những người đi biển dài ngày. Cách trồng rau này cũng không tốn nước, thứ được coi là vô cùng quý giá trên những chuyến tàu lênh đênh trên biển. Chịu được cái sóng gió ở biển là do là nó kín. Nó dùng cái móc keo này khử các cái độ lắc đi. Nó có lắc thế nào thì cái khối không khí trong này nó cũng di chuyển theo. Và di chuyển theo thì hầu như là trong này không có tí gió nữa cả. Không có tí bão nào trong này. Bão xung quanh này cấp mấy thì cấp mấy, nhưng mà riêng trong cái này là không có bão. Và như vậy là cây nó sẽ phát triển được. Với những người đi biển hay các chiến sĩ trên các nhà giàn, để có được rau ăn hàng ngày là điều rất khó khăn. Vì rau thường bị héo hoặc hỏng sau vài ngày, hoặc không thì cũng rất khó trồng. Vì thế hộp rau mầm này có thể ví như vườn rau lưu động, giúp tăng thêm khẩu phần ăn cho những người đi biển. Đặc biệt theo kỹ sư Vì Toàn Nghĩa, trên tàu hải quân hay tàu ngầm, nó còn bổ sung một lượng khí oxy quý giá. Hộp rau Hoàng Sa Trường Sa của tiến sĩ Vì Toàn Nghĩa không chỉ là sự tìm tòi sáng tạo, mà nó còn là một sản phẩm bắt nguồn từ trái tim của những người dân đất liền, luôn hướng tới những ngư dân và lính đảo. Những người đang từng ngày từng giờ có mặt để khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy chẳng thể bắc cầu, nhưng có một con đường mãi mãi liên thông giữa những người miệt đất với những kẻ trùng khơi. Ấy là lối dẫn từ trái tim đến với trái tim. Hộp rau mầm Trường Sa là kết quả được làm ra từ trái tim như thế. Một trong muôn ngàn việc mà từ trái tim mẹ Việt đã làm để dòng dưỡng sinh dẫn tới Hoàng Sa Trường Sa không bao giờ cạn kiệt. Tiếp tục với phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí sớm tái khởi động đàm phán để giải quyết bất đồng quanh quần đảo Kuril. Ngoại trưởng Mỹ gặp phái đoàn Ả Rập nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông. Thái Lan phát động chiến dịch cải thiện sức khỏe cho các nhà sư. Hôm nay, Mỹ và Hàn Quốc đã kết thúc cuộc tập trận quân sự chung vốn khiến Triều Tiên nổi giận, mở ra hy vọng về sự giảm bớt căng thẳng xuyên biên giới. Tuy nhiên, tính ở thời điểm hiện tại, căng thẳng vẫn đang tiếp tục leo thang trên bán đảo Triều Tiên khi Hàn Quốc cho sơ tán toàn bộ người Hàn Quốc tại Kaesŏng. Cuộc tập trận trên bộ, trên không và trên biển kéo dài 2 tháng mang tên Đại Bàng Non có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ và nhiều binh sĩ Hàn Quốc. Bình Nhưỡng thường xuyên lên án các cuộc tập trận là nhằm diễn tập cho khả năng xâm lược, nhưng Washington và Seoul khẳng định các cuộc tập trận chỉ đơn thuần nhằm mục đích phòng vệ. Có thể nói cuộc tập trận Đại Bàng Non là yếu tố chính đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên tới bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục đề cao cảnh giác trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Hôm nay, chúng tôi đã kết thúc cuộc tập trận mang tên Đại Bàng Non, nhưng Hàn Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ các hành động khiêu khích, các động thái cũng như khả năng phóng vệ tinh của Triều Tiên. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đến chiều tối ngày 29 tháng 4, những nhân viên và công nhân cuối cùng của Hàn Quốc đã rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesŏng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập năm 2004, khu công nghiệp chung ngừng hoạt động hoàn toàn. Việc Hàn Quốc đưa công nhân khỏi Kaesŏng là dấu hiệu về khả năng đóng cửa lâu dài của khu công nghiệp, biểu tượng hợp tác duy nhất giữa hai miền Triều Tiên. Dù chính phủ Hàn Quốc khẳng định vẫn để mở cánh cửa đối thoại với Triều Tiên về khu công nghiệp Kaesŏng, nhưng một số ý kiến của giới chuyên gia Hàn Quốc cho rằng việc đóng cửa Kaesŏng sẽ là vĩnh viễn, thậm chí phía Triều Tiên sẽ đưa quân đội tới đây. Ngày 29 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí sớm tái khởi động đàm phán để giải quyết bất đồng quanh quần đảo Kuril, mở đường cho một hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Vấn đề tranh chấp lãnh thổ là rào cản duy nhất cho việc hai nước ký một hiệp ước hòa bình sau chiến tranh thế giới thứ hai.
bất đồng giữa hai nước xoay quanh bốn hòn đảo trên Thái Bình Dương mà Nga gọi là Nam Kurin, còn Nhật gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc, do Nga kiểm soát kể từ sau Thế chiến thứ hai, nhưng Nhật vẫn tuyên bố chủ quyền. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Abe, Tổng thống Nga Putin nêu rõ: "Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề còn tồn động đối với Hiệp ước Hòa bình. Chúng tôi đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao mỗi nước đẩy nhanh các cuộc thương lượng nhằm tìm kiếm một giải pháp có thể chấp nhận được cho cả hai bên liên quan tới vấn đề ký Hiệp ước Hòa bình. Tuyên bố chung về phát triển hợp tác song phương chính là một trong những văn bản đi tiên phong trong vấn đề này. Bên cạnh việc thúc đẩy Hiệp ước Hòa bình, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ tạo điều kiện để Nhật Bản tiếp cận các nguồn năng lượng của Nga với mức giá rẻ hơn trong bối cảnh quốc gia Đông Á này đang phải chật vật bù đắp sản lượng năng lượng hạt nhân bị mất sau vụ khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 hồi tháng 3 năm 2011. Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Nhật Bản đang ở thăm Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Josh Hagen một lần nữa khẳng định Washington sẽ bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Senkaku điếu ngư. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hager khẳng định quần đảo Senkaku điếu ngư được bảo vệ bởi một hiệp ước quân sự giữa Washington và Tokyo. Ông Hager cũng nhấn mạnh, tranh chấp quần đảo Senkaku điếu ngư là một thách thức an ninh lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và không quên gửi một thông điệp tới Trung Quốc. Bất kỳ hành động nào cũng có thể khiến căng thẳng leo thang, dẫn tới những tính toán sai đe dọa sự ổn định của cả khu vực. Vì vậy, Mỹ phản đối bất kỳ hành vi đơn phương mang tính đe dọa nào hay cưỡng bức nào có thể gây phương hại đến sự kiểm soát của Nhật đối với quần đảo Senkaku. Thông điệp này cũng đã được tướng Dempsey nhắn gửi tới người đồng cấp trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần trước. Về vấn đề Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, hai bộ trưởng cam kết tăng cường hợp tác giữa lực lượng quân sự hai nước để giám sát và phản ứng với bất kỳ hành vi khiêu khích nào. Về hợp tác phòng vệ tên lửa, Bộ trưởng Hager cho biết Mỹ và Nhật đã đạt được bước tiến về kế hoạch triển khai hệ thống radar TPI-2 thứ hai tại Nhật và sẽ triển khai đội máy bay MV-22 Osprey thứ hai đến Nhật. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy mẫu ADN của nữ giới trên quả bom được sử dụng trong vụ đánh bom Marathon Boston. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận rằng một phụ nữ có liên quan tới việc chế tạo bom hoặc đã giúp hai anh em nghi phạm thực hiện vụ đánh bom. Phát hiện này được đưa ra sau khi FBI tới nhà vợ của Tamerlan Sanaev để lấy mẫu ADN của cô. Các mẫu thử đang được tiến hành xét nghiệm xem nó có phù hợp với mẫu ADN được tìm thấy trên mảnh của quả bom phát nổ hay không. Sáng nay, một người đàn ông Palestine đã bắn chết một người định cư Israel tại khu bờ Tây. Vụ việc xảy ra tại một bến xe buýt gần thành phố Nablus. Người này đã dùng dao đâm vào người định cư trước khi cướp súng và bắn vào nạn nhân. Hiện người Palestine này đang bị Israel tạm giữ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, một công dân Israel bị một người Palestine bắn chết tại đây. Trong khi đó, tính riêng từ đầu năm đến nay, đã có 9 người Palestine bị lực lượng Israel sát hại trong các vụ đụng độ ở đây. Một máy bay vận tải dân sự của Afghanistan đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ một căn cứ quân sự lớn do Mỹ vận hành ở Bagram, ở phía bắc thủ đô Kabul, làm toàn bộ 7 người thuộc phi hành đoàn thiệt mạng. Phiến quân Taliban đã ngay lập tức nhận trách nhiệm về vụ này. Tuy nhiên, trong một thông báo gửi hãng tin AP của Mỹ, liên quân bác bỏ thông tin của Taliban và cho biết một nhóm đặc nhiệm đang điều tra nguyên nhân khiến máy bay bị rơi. Dịch cúm H7N9 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Tính đến chiều 29 tháng 4, đã có thêm một bệnh nhân tử vong vì nhiễm virus cúm H7N9 tại Thượng Hải. Bệnh nhân này 89 tuổi, tử vong sau 12 ngày nhập viện, nâng tổng số ca tử vong vì cúm H7N9 tại Thượng Hải lên 13 người. Thượng Hải cũng ghi nhận 11 người hồi phục và được ra viện. Như vậy, tính đến ngày 29 tháng 4, số người chết do virus cúm H7N9 ở Trung Quốc được xác định là 24 người. Trong một nỗ lực nhằm hồi sinh tiến trình hòa bình Trung Đông đang bị ngưng trệ, ngày 29 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã chủ trì một cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Liên đoàn Ả Rập. Ngoại trưởng John Kerry đã đề cập sáng kiến hòa bình Ả Rập do Ả Rập Xê Út khởi xướng năm 2002. Theo đó, điều kiện mấu chốt để các nước Ả Rập thừa nhận nhà nước Do Thái là Israel rút khỏi các vùng đất chiếm đóng từ cuộc chiến tranh năm 1967 và thừa nhận quyền hồi hương của người tị nạn Palestine, coi đây là một trong những giải pháp để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Cuộc hội đàm cũng dự kiến đề cập các kế hoạch mới của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại khu bờ Tây, trong đó ông Kerry hy vọng sẽ lôi kéo được nhiều nhà đầu tư tư nhân vào khu vực này nhằm thúc đẩy lòng tin đối với người Palestine.
Kể từ sau khi nhậm chức hồi tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ đã có 3 chuyến công du Trung Đông, hội đàm với các lãnh đạo Israel và Palestine, cũng như Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Jordan và Qatar, nhằm tìm kiếm những giải pháp tích cực cho tiến trình hòa đàm bị trì hoãn từ năm 2010. Theo kế hoạch, phái đoàn của Liên đoàn Ả Rập sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Kerry và gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama. Một khảo sát về sức khỏe được thực hiện vào năm 2012 cho thấy có tới 44% tăng sĩ ở Thái Lan bị béo phì và 21% sở hữu vòng eo lớn hơn mức bình thường. Và con số này chưa có dấu hiệu giảm xuống. Trước tình hình đó, Thái Lan đã phát động một chiến dịch sức khỏe cho các nhà sư nhằm đẩy lùi bệnh béo phì và bệnh tật liên quan đến lối sống ở các nhà sư. Nhóm nghiên cứu của trường đại học Chulalongkorn ở Bangkok đã lấy số liệu y tế của 246 nhà sư tại các ngôi chùa ở 11 tỉnh tại Thái Lan. Kết quả cho thấy tỷ lệ béo phì và bệnh tật liên quan đến lối sống ở giới tăng sĩ rất cao. Các nhà nghiên cứu nói rằng vòng eo của người đàn ông Thái Lan trung bình là khoảng 90cm, nhưng một số nhà sư có cân nặng lên đến 108kg thì sở hữu vòng eo lên đến 123cm. So với các nhà sư ở Mỹ và châu Âu, những quốc gia luôn có tỷ lệ béo phì cao, thì tỷ lệ nhà sư béo phì ở Thái Lan là quá cao. Theo số liệu thống kê từ các bệnh viện ở Bangkok, thì 39% nhà sư thường khám định kỳ ở đây mắc chứng bệnh tiểu đường, cao huyết áp và cholesterol cao. Theo các nhà khoa học, sở dĩ bệnh béo phì đang tấn công các nhà sư vì họ ít tập thể dục, trong khi lại dùng thực phẩm nhiều dầu mỡ và đường do các Phật tử tặng. Chúng tôi luôn nhận được những loại thực phẩm chứa nhiều chất béo và đường, nên thỉnh thoảng chúng tôi ăn quá đà và đã ảnh hưởng tới sức khỏe. Khoảng 30 nhà sư đã tham dự chiến dịch sức khỏe mới mang tên Bệnh tật rời xa các nhà sư Thái, được tổ chức ở một ngôi chùa ở Bangkok. Các nhà sư được học về cách ăn uống thông minh và vận động đúng cách. Chiến dịch này cũng nhắc nhở các Phật tử hãy tặng nhà chùa những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày 30 tháng 4 năm 2013 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị có ngày nghỉ lễ vui vẻ bên người thân và gia đình. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.